và nước lạnh này thì nó lấy ở đâu thì nó mới có một cái hệ thống đó chính là hệ thống chiller cái hệ thống chiller này thì nó có hai cái dạng chính đó chính là giải nhiệt gió và giải nhiệt nước ờ, xin chào tất cả các bạn nhé thì hôm nay mình sẽ nói về một cái vấn đề về hệ thống điều hòa trung tâm thì một hệ thống điều hòa trung tâm thì nó bao gồm những thành phần nào và các cái thành phần nó hoạt động như thế nào đó thì là những thứ mà hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn thì nói đến hệ thống điều hòa trung tâm thì đó chính là uh, nói đến một cái hệ thống mà nó hiện đại và nó uh, có nhiều những cấu trúc mà người ta cũng gọi là điều hòa trung tâm tuy nhiên thì hôm nay mình sẽ nói về cái hệ thống mà điều hòa trung tâm mà sử dụng cái hệ gọi là chiller cái hệ thống nước thì đầu tiên để nói các bạn dễ hiểu thì trong các cái tòa nhà trong các cái tòa nhà đó tòa nhà, đó, nhà cao hay tòa nhà rộng thì bên trong này thứ nhất là nếu mà nó sử dụng các hệ thống nhỏ thì nó sẽ dụng các cái FCU đấy các cái FCU nhá đấy là thiết bị gì thiết bị FCU này thì nó sẽ có trong này nó có cái quạt này thì gọi là fan và cái dàn đó thì cái dàn này nó được lấy nước lạnh đó nó lấy nước lạnh vào và nó ra đây là cái nước bớt lạnh đó, thì khi nó lấy nước lạnh vào đó, thì nó dùng cái quạt nó thổi cái nước lạnh để ra phòng thì nó làm mát cái phòng này Đấy, làm mát cái phòng hoặc là sửa ấm nhá nó thổi nước nóng ra hoặc là thổi đó thì nó sử dụng nước lạnh cho nên người ta gọi là chiller đó thì à, tất cả các phòng nhá hầu như nó đều có su đó tuy nhiên một số thì à, người ta sử dụng các cái aru Ahu, đó, thì cái Ahu này nó sẽ thổi gió vào đây và nó lấy gió hồi và ngược về đây, đó. thì Ahu nó khác, Fcu là chỉ là ở cái cấu trúc thôi. còn về cơ bản thì nó cũng có dàn, đó. cũng có dàn lạnh, cũng có quạt. đó thì nó hai cái này thiết bị này nó gần giống nhau. rồi các cái Pau, rồi một số các cái tên gọi khác như Ufc chẳng hạn thì nó cũng đều là cái thiết bị mà lấy nước lạnh bơm nước lạnh vào và dùng quạt để thổi qua một cái dàn hệ thống dàn trao đổi nhiệt để thổi cấp lạnh cho các cái phòng thì đấy là cái thiết bị mà ở trong nhà đấy thì tiếp theo là để mà có nước lạnh ở đây để bơm vào đây thì nó sẽ sử dụng các hệ thống bơm trung gian à, bơm bơm các cái bơm này này nó sẽ lấy cái nước lạnh đấy nó bơm vào trong phòng như này và nước lạnh này thì nó lấy ở đâu thì nó mới có một cái hệ thống đó chính là hệ thống chiller cái hệ thống chiller này thì nó có hai cái dạng chính đó chính là giải nhiệt gió và giải nhiệt nước tuy nhiên ấy, thì đối với cái hệ thống này nó tách ra thành hai phần thì cái phần này, này nó sẽ có cái nhiệm vụ nào? là làm lạnh nước, rồi. nó lấy nước từ trong cái hệ thống đây hồi này về và nó làm lạnh và nó dùng hệ thống bơm này nó đẩy vào trong nhà để các thiết bị này giải nhiệt, đó, giải nhiệt rồi nó lại bơm quay trở về chiller, chiller lại làm lạnh. đó thì chiller này nó thường có hai phần, Đấy. một cái phần là thiết bị mà hệ thống bay hơi đó hệ thống bay hơi thì hệ thống bay hơi này nó kết nối với hệ thống ngưng tụ qua cái hệ thống máy nén thì nó giống hệt như là cái hệ thống điều hòa cục bộ thì cái này nó chính là cái dàn lạnh và cái này nó chính là cái dàn nóng nó giống như cái điều hòa cục bộ nhà chúng ta đó thì cái dàn nóng này một là nó có một cái loại là sử dụng cái hệ thống quạt. Quạt thổi thẳng cái dọ cái hơi nóng này ra ngoài trời. Và hai thì nó sẽ dùng một cái hệ thống khác. Cũng tuần hoàn như thế này. Và đây nó sẽ có cái tháp giải nhiệt. Đó, tháp giải nhiệt. Và cái hệ này nó dùng nước. Nước và nó sẽ tuần hoàn xung quanh cái dàn này. Và nó sẽ được giải nhiệt bởi một cái đống tháp giải nhiệt ở đây tháp là cooling tower đó thì khi mà các cái tháp này nó giải nhiệt cho thằng này thì thằng này nó ngược lại nó cũng dùng cái nước này nó giải cái cái nhiệt lạnh đi vào đây đi vào đây và quay lại đó thì cái chiller ấy, thì đơn giản là như vậy tức là sử dụng cái hệ thống máy nén cũng như là hệ thống ga ga như bình thường nhé các bạn nhé ga này có thể là 134 hay là 410 đấy tùy vào các cái dòng các cái hãng sản xuất người ta sẽ sản xuất các cái đời máy đây khi mà cái hệ thống mà máy cục bộ này mình gọi nó là cục bộ đi nó dễ hiểu nó sử dụng máy nén nó bơm cái ga vào cái hệ thống dàn vai hơi này và từ tức là các cái evap đấy. Evaporator này thì nó sẽ bay hơi ở đây, nó làm lạnh cái phần nước ở đây đi. Lạnh nước nhá. Nó làm trước tiên nó làm lạnh cái dàn và cái dàn này nó làm lạnh cái nước đi qua. Đấy nó làm lạnh cái nước đi qua như này. Và cái phần bên này thì cái máy nén nó lại đẩy ngược về đây, tức là nó sẽ hút từ cái đằng này nó đẩy về đây, đẩy qua cái dàn nóng và cái dàn ngưng tụ này nóng lên Đấy, còn cái dàn vai hơi nó lạnh xuống thì cái thằng nóng này nó được giải nhiệt bởi cái quạt hoặc tháp giải nhiệt còn cái thằng lạnh này nó sẽ được làm lạnh cái nước mà tuần hoàn thì cái nước này thường là không mất nhé. nước này thường không hao Đấy, chỉ có dò dỉ ví dụ như bục đường ống thì nó mất nước còn lại không thì nó cứ chạy vòng quanh như này nó sẽ không hao nhé và nó chỉ mượn cái thằng nước này thì ví dụ như là cái thằng nước từ trong nhà này ra đây Nó là 12 độ Qua thằng dàn chiller này Qua thằng dàn lạnh của chiller này Nó được đẩy vào đây nó xuống còn 7 đến 8 độ Và đây thằng này thổi đi nó lại ra đây 11, 12 độ Và nó cứ tuần hoàn như vậy Thằng này chỉ mang nhiệt Đó Và cứ vòng quanh không mất đi đâu tí nào cả Nhưng mà thằng này Thì đối với cái thằng tháp giải nhiệt này thì nó có hai loại một là loại tháp kín bây giờ nó có cái loại tháp kín à, thì tháp kín nó không mất nước thì cái hệ thống quạt này nó sẽ được bố trí ở ngoài rời nhiều hơn Đấy, nó phải nhiều hơn còn một cái hệ thống gọi là tháp giải nhiệt thì nó sử dụng cái đường nước này nó hở tức là nó sẽ bơm các cái tháp có các cái lá và nó sử dụng cái quạt thổi qua các cái lá đó thì nó có thể là mất nước ở cái tháp giải nhiệt này thì cái này phải bù nước và thường xuyên đó thế còn cái giải nhiệt kín thì nó sẽ không cần bù thì chiller thì à, về cái hệ thống tổng quan cái hệ thống mà chạy chiller thì nó như vậy ra nó cũng không phải là phức tạp thì các trên các cái trên các cái thiết bị nhỏ hơn thì nó sẽ có các cái thành phần như là à, điều khiển cho cái nhiệt độ phòng này thì người ta sẽ sử dụng các cái van chẳng hạn các cái van các cái van Đấy. để mà đóng ở cái van cái nước này để cho nước nó đi qua bao nhiêu lúc nào mà cần làm mát thì nó cho nước đi qua mà không cần thì nó đóng lại ép cũng thế và bơm bơm thì nó có thể sử dụng biến tần hay là không tuy nhiên nếu không sử dụng biến tần thì thường hay sử dụng thêm cái đường bay bát nhưng mà bây giờ thì nó sử dụng biến tần nhiều để nó đẩy nước vào đây ở trên đường ống và trên này thì nó sẽ gắn các cái cảm biến. Đấy trên chiller cũng thế. Thì nó điều khiển bởi các cái cảm biến nhiệt độ nước vào ra, cảm biến áp suất để bảo vệ các cái quá trình chạy của máy nén rồi áp suất để tránh là cái áp suất của dàn nó cao lên. thế còn trên này cũng thế, nó sẽ có các cái như là chống mất nước, flow switch, bơm thế. Chống mất nước rồi uh, các cái thiết bị mà điều chỉnh cái lưu lượng cho nó phù hợp với cả cái cái tải chạy để mà tiết kiệm đó thì và các cảm biến nhiệt độ để mà đo các cái nhiệt độ đưa ra các cái lệnh chạy quạt chẳng hạn đó thì về một cái tổng quan của một cái hệ thống điều hòa trung tâm mà sử dụng cái nước lạnh thì nó đấy bao gồm một số cái thành phần mà vẽ ngực ngoạc như vậy đấy thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nha.